Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏi Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh phân biệt duyên khởi sơ tháng pháp môn quyển hạ. Lạy thưa Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như các chỗ khác nói duyên có bốn thứ: một, nhân duyên; hai, đẳng vô gián duyên; ba, sở duyên duyên; bốn, tăng thượng duyên. Bạch Thế Tôn, nên nương vào duyên nào để nói vô minh duyên hành? Nương vào duyên nào để nói về thứ tự cho đến sinh duyên lão tử? Đức Thế Tôn nói: Đại tỳ kheo, ta nương vào tổng tướng của các hành mà nói rõ cả bốn thứ duyên. Nay trong nghĩa này, ta chỉ nương vào một duyên tăng thượng để nói vô minh duyên hành theo thứ lớp cho đến sinh duyên lão tử. Duyên tăng thượng này lại có hai thứ: một xa, hai gần. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, duyên tăng thượng này thế nào là xa, thế nào là gần? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, lúc tác ý phi lý, nếu chưa sinh thì vô minh, tùy miên hay vì các hành xa làm duyên tăng thượng. Khi sinh rồi lại tạo duyên tăng thượng gần, tác lý phi lý để dắt dẫn các hành, có với thân lục thức tương ưng cũng có đồng sinh đồng diệt. Nếu lúc chưa sinh, nó có thể vì thức tạo duyên tăng thượng xa, sinh rồi liền có thể vì thức tạo duyên tăng thượng gần. Khi chưa chết, thức vì danh sắc làm duyên tăng thượng xa, đã chết rồi thức cũng vì danh sắc tạo duyên tăng thượng gần. Như do thức ấy kỳ vọng nơi danh sắc kia, như thế do chỗ dẫn dắt danh sắc thì kỳ vọng về chỗ sinh ra nơi danh sắc ấy cũng vậy. Như do danh sắc kỳ vọng nơi danh sắc kia, do thế lục xứ kỳ vọng nơi lục xứ ấy. Kỳ vọng xúc kỳ vọng với xúc, thọ kỳ vọng với thọ cũng là như vậy. Như do vô minh kỳ vọng nơi khắc hành, vô minh kỳ vọng nơi ái, ái kỳ vọng với thủ, thủ kỳ vọng với hữu cũng là như thế. Như do thức ấy kỳ vọng nơi danh sắc, do danh sắc kỳ vọng nơi danh sắc, như vậy do hữu vọng sinh cũng thế. Nếu ở trong thai tạng lần lần thành em bé, đồng tử thiếu niên, sinh có thể vì lão tử làm duyên tăng thượng xa. Các hành thành thục khi mạng sắp hết, nên biết đến lúc đó có thể làm duyên tăng thượng còn. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, như có nhân có duyên, có lý do, kinh pháp môn, nói ái là nhân của nghiệp, vậy có một ý gì? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, đã có chỗ thâu tóm nghiệp cùng ái làm nhân, đó là một ý mà ta muốn nói. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bà Thế Tôn, nhân duyên này do ba thứ nghĩa riêng, làm sao để biết? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, các chủ thể dẫn phát sinh chủng tử của sinh sau, đó là nghĩa của nhân. Nếu cùng với sinh ấy làm chỗ nương tựa, làm cho nắm giữ khiến được sinh khởi, đó là nghĩa duyên. Mạng đã hết dẫn, dắt dẫn, sinh gần khiến được phát khởi, đó là nghĩa của lý do. Nên biết ba nghĩa sai biệt như vậy. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, nói duyên khởi là của nghĩa gì? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, các phần như vậy đều do tự duyên hòa hợp không khiếm khuyết, khởi lên liên tục, như thế gọi là của nghĩa của duyên khởi. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, chỉ có sinh này là duyên khởi liên tục, hay là còn có duyên khởi nào khác? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, ta nói duyên khởi lược có tám môn. Một, duyên khởi nói có thọ dụng cảnh giới thế tục, nghĩa là từ duyên nơi nhãn sát sinh ra nhãn thức, ba việc hòa hợp liền có xúc. Xúc là duyên thọ, nói rộng như vậy. Hai, duyên khởi nói có nhậm trì, nghĩa là duyên vào bốn thức ăn mà các căn nơi đại chúng ăn trụ tăng trưởng. Ba, duyên khởi nói có thực nhân, nghĩa là mong cho hạt giống gieo xuống ruộng nhờ đủ các yếu tố như nước nơi nảy mầm. Bốn, duyên khởi nó có tất cả sinh thân tương tục, nghĩa là cho chủ thể dẫn chủ thể sinh, nơi các phần sinh riêng tất cả các đối tượng được dẫn, đối tượng được sinh.
Năm duyên khởi nó có tất cả sinh thân được nương tựa giữ gìn, nghĩa là các thế giới do các nhân duyên đưa bày thành hoại. Sáu duyên khởi nó có tất cả sinh thân sẽ bị, nghĩa là do nghiệp bất thiện, thiện hữu lậu nên bày sự các việc giữa ba đường ác đường người. Bảy duyên khởi nói có thanh tịnh, nghĩa là dựa vào âm thanh khác và nương vào chính mình, tự ý đúng lý, đúng như lý, phát sinh sự nhận thức đúng đắn, có thể diệt trừ vô minh. Vô minh diệt, cho nên các hành theo đó mà diệt, nó rộng cho đến do sinh diệt, cho nên lão tử còn theo đó mà diệt. Lại thưa Đức Thế Tôn, mà Thế Tôn như vô minh Thế Tử làm chuyên rồi sinh hành, như vậy khi diệt có theo Thế Tử không? Đức Thế Tôn nói, này thì kheo, không phải vậy. Lại thưa Đức Thế Tôn, và Thế Tôn, do duyên gì Thế Tử lớp để nói về việc? Đức Thế Tôn nói, này thì kheo, chỉ muốn hiển bày chỉ rõ do các pháp phần trước công sinh công năng, khiến các phần sau được pháp bất sinh, cho nên nói theo Thế Tử lớp, chứ không phải vì sinh tướng pháp diệt mà có Thế Tử lớp chuyển. Tám duyên khởi nói có tự tại, nghĩa là khéo tu sửa, tỉnh lự, định, làm duyên. Các người tu định tùy chỗ nguyện vui, như vậy đều thành tựu trọn không sai khác. Đó là ta được nói về tám môn duyên khởi. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như Phật đã nói, nhờ nơi nghiệp cho nên sinh, nhờ nơi ái cho nên chuyển. Là dựa vào mật ý gì mà nói như thế? Đức Thế Tôn nói, này thì kheo, như mình làm duyên trước đối với các hữu, tạo tác tăng trưởng các thứ, hành phước, hoặc hành phi phước, hoặc hành bất động, dẫn pháp thâu nhận vô số các thứ chủng tử sanh diệt của sinh thân. Trong các hữu ấy hoặc là ái chưa đoạn, do ái này cho nên hay khiến hành chuyển thành hữu, hữu khởi lên hữu sau, có công năng của tự thể. Như vậy công năng không lìa ái. Ta dựa vào mật ý ấy cho nên nói như vậy, nhờ nơi nghiệp cho nên sinh, nhờ nơi ái cho nên chuyển. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nếu Đức Thế Tôn nói ái là nhân chuyển thì do duyên gì? Chỉ nói thủ là duyên hữu, chẳng phải ái duyên hữu. Đức Thế Tôn nói, này thì kheo, nếu lìa thủ thì hữu ái không thể làm duyên chuyển biến, chẳng phải là hành phước khiến thành chi hữu sinh ở các đường ác. Là nếu lìa thủ thì không có cái ác, cái ái, các ái không thể làm duyên chuyển biến thành phước, thành bất động, khiến thành chi hữu. Đối với địa bất định và địa định sinh nơi các cõi thiện, cho nên chẳng phải chỉ có ái làm chuyên hữu, nhưng chỉ hữu nhất định chuyên đối thủ, đối với thủ. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như kinh Pháp Môn Đại Nhân Duyên nói, này Tôn giả Ananda, đối với các loại hữu tình kia không có sự sinh, nên không có loại sinh như vậy. Như vậy nếu tất cả sinh đều không có thì không nên nêu bày sinh duyên lão tử. Nhưng vào mật ý gì mà Phật nói như vậy? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, ta dựa vào hai thứ mật ý là sinh của đối tượng được dẫn và sinh của đối tượng được sinh để nói ra như vậy. Là nương vào hai mật ý là lão tử, là duyên tăng thượng xa, và nương vào lão tử là duyên tăng thượng gần và nói ra như vậy. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, trước vì được nói về của nghĩa duyên khởi, nghĩa của duyên khởi ấy chưa nói, vậy nên biết như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, các nghĩa của duyên khởi lược nói có 11, nên biết như vậy. 1. Không tác giả là nghĩa duyên khởi. 2. Có nhân sinh là nghĩa duyên khởi. 3. Lìa hữu tình là nghĩa duyên khởi. 4. Y tha khởi là nghĩa duyên khởi. 5. Không động tác là ý là nghĩa duyên khởi. 6. Tánh vô thường là nghĩa duyên khởi. 7. Sát na diệt là nghĩa duyên khởi. 8. Nhân quả tương tục không gián đoạn là nghĩa duyên khởi. 9. Vô số phẩm loại sai biệt của nhân quả là nghĩa duyên khởi. 10. Nhân quả hỗ tương thuận hợp là nghĩa duyên khởi. 11. Nhân quả quyết định không tạp loạn là nghĩa duyên khởi. Nên biết nghĩa tóm lược của duyên khởi là như vậy. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như các kênh khác nói, duyên khởi hết sức thâm diệu, vậy làm sao để biết tướng duyên khởi thâm diệu như vậy? Đức Thế Tôn nói, này thì kheo, chỉ vào nghĩa tóm lược của 11 duyên khởi nên biết duyên khởi có 5 tướng thâm diệu.
một nhân thâm diệu, hai tướng thâm diệu, ba sanh thâm diệu, bốn sai biệt thâm diệu, năm lưu chuyển thâm diệu, nên biết tướng duyên khởi là thâm diệu. Lại có năm thứ: một tướng thâm diệu, hai dẫn nghiệp các phần nhân quả thâm diệu, ba sinh khởi các phần nhân quả thâm diệu, bốn sai biệt thâm diệu, năm đối trị thâm diệu, nên biết duyên khởi là có năm thứ tướng thâm diệu: một thâu tóm thâm diệu, hai thuận thứ thâm diệu, ba nghịch thứ thâm diệu, bốn nắm giữ thâm diệu, năm sở hành thâm diệu. Đây gọi là đẳng khởi thù thắng của vô minh. Lại thưa Đức Thế Tôn, bà Thế Tôn, thế nào là chuyển dị thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, luật nêu có bốn thứ vô minh chuyển dị. Một, vô minh nơi tùy miên chuyển dị. Hai, vô minh nơi truyền phật chuyển dị. Ba, vô minh nơi tương ân chuyển dị. Bốn, vô minh nơi bất cộng chuyển dị. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ai là người có những vô minh chuyển dị mà nói vô minh là duyên sinh hành? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, pháp ngoại pháp dị sinh, do tác ý phi lý là chỗ dẫn khởi bốn thứ vô minh chuyển dị, do đó làm duyên sinh hành phước, hành phi phước và hành bất động. Như vậy đã nói ngoại pháp dị sinh, ngoại hành phước và hành bất động tương ưng với tâm thiện, tất cả đều là tác ý phi lý, làm chỗ dẫn dắt cùng phát khởi nội pháp dị sinh. Nếu người buông lung trừ một thứ vô minh bất cộng, ngoài ra vô minh còn lại dẫn phát buông lung, làm chuyên sinh hành nơi nội pháp dị sinh. Nếu người không buông lung, xuyên trụ thể tu học và bậc thánh khẩu học, thì ba thứ vô minh dẫn đến vọng niệm làm chuyên phi phước. Nhưng phi phước này không thể làm duyên tạo nên ba đường ác, cho nên phi phước ấy ta không nói là vô minh duyên hành. Như vậy chỗ nói về vô minh bất cộng nơi nội pháp dị sinh tuy không buông lung, nhưng người tu học cũng chưa có thể đoạn. Các bậc thánh hữu học nên biết là đã vĩnh viễn đoạn. Lại nơi nội pháp dị sinh không buông lung, nếu tạo hành phước và hành bất động, thì đó là tác lý ý như lý chánh pháp, và đến tương ứng với tâm thiện giải thoát, làm chỗ tựa cho hồi hướng giải thoát mà dẫn phát. Tương đối với cõi thiện cảm sinh thù thắng, nhưng chẳng phải là vô minh khởi duyên tăng thượng, nhưng có thể tạo ra bốn thứ vô minh kia đoạn duyên tăng thượng, là các bậc thánh hữu học để vĩnh viễn đoạn trừ vô minh bất cộng, không tạo nghiệp mới, mà nghiệp cũ hiện có do sức mạnh của tùy miên nên cho đoạn diệt vĩnh viễn, tạm xúc rồi lại nhả ra. Như vậy mọi vô minh duyên hành đời đời tạm diệt, không lại tăng trưởng. Do đạo lý ấy nên biết nội pháp nơi các vị hữu học không duyên vô minh lại tạo các hành. Thế nên chỉ nêu nơi ngoại pháp dị sinh, ta nói thuận theo cái lớp duyên khởi tạp nhiễm, đạt viên mãn tục bậc, cho phải trụ nơi nội pháp. Đây gọi là chuyển dị thù thắng của vô minh. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thế nào là tà hạnh thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, bốn vô minh ấy đối với các đế đều có thể phát khởi hai thứ tà hạnh tăng ít hay tổn giảm. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là hai thứ tà hạnh tăng ít tổn giảm? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, như bốn thứ điên đảo đối với phi pháp lại thấy là pháp, hoặc đối với pháp thấy là phi pháp, hoặc đối với đường giải thoát sinh thiên chẳng phải là phương tiện lại thấy là phương tiện là thấy chẳng phải phương tiện, như vậy gọi là tà hạnh tăng ít. Tất cả tà kiến bài bán các hữu, như vậy gọi là tà hạnh tổn giảm. Đây là tà hạnh thù thắng của vô minh. Lại thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thế nào là tướng trạng thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, nên biết vô minh có hai thứ tướng: một, tự tướng vi tế thù thắng; hai, đối với khắp cả ái và không ái đều chẳng phải là cảnh giới thù thắng của cộng tướng. Vì sao? Vì vô minh trói buộc hãy còn là vi tế có biết khó hiểu, vốn nữa là chỗ có tiền biên nơi vô minh. Tương ương vô minh hãy còn là vi tế không biết khó hiểu, huống nữa là chỗ có vô minh bất cộng, đối với tất cả ái không có không ái đều chẳng phải là cảnh giới che lấp thật tướng, lộ tướng hư vọng, cộng tướng chuyển chẳng phải phiền não khác có tướng như vậy. Thế nên nó thù thắng cái thân kiến khác cùng với cộng tướng phiền não, cũng dùng vô minh làm chỗ nương tựa mà chuyển. Đây gọi là tướng trạng thù thắng của vô minh.
Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là tác nghiệp thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nên biết vô minh là có hai thứ là chỗ tạo tác sự nghiệp. Một, vô minh bao quát hết, có thể tạo tác tất cả chỗ dựa cho sự nghiệp lưu chuyển. Hai, vô minh bao quát hết, có thể chủ thể tạo tác tất cả chỗ vắng lặng hay làm chướng ngại sự nghiệp. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, những gì gọi là tất cả lưu chuyển? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, hoặc là số chuyển, hoặc là sự chuyển, hoặc như vậy chuyển, ta nói chung là tất cả đều lưu chuyển. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là số chuyển? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, đối với nơi chốn của ba đời do ngã phân biệt. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là sự chuyển? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, lục số trong ngoài do ngã chấp giữ. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là như vậy chuyển? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, các nghiệp dị tục lưu chuyển tương tục, do ngã phân biệt, do tà phân biệt. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, như thế nào là tất cả vắng lặng? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, tất cả vắng lặng lược có bốn thứ. Một, chỗ nương dựa vắng lặng. Hai, đối tượng được duyên vắng lặng. Ba, tác ý vắng lặng. Bốn, quả thành vắng lặng. Đây gọi là tác nghiệp thù thắng của vô minh. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chướng ngại thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nên biết vô minh làm chướng ngại pháp thù thắng, làm chướng ngại pháp rộng lớn. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, vô minh làm chướng ngại pháp thù thắng như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nói pháp thù thắng là có khả năng thâu tóm năm căn, khi chúng hòa hợp nó làm chướng ngại tuệ căn, thì đấy tức là vô minh, thế nên gọi là làm chướng ngại pháp thù thắng. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, vô minh làm chướng ngại pháp rộng lớn như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nói pháp rộng lớn nghĩa là do văn thành trí, văn tuệ, do tư thành trí tư tuệ và do tu thành trí tu tuệ làm chướng ngại ba thứ này tức là vô minh. Cho nên nói là tạo chướng ngại pháp rộng lớn. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, như nói không trí gọi là vô minh thì chỉ trí ấy không có gọi là vô minh chăng? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, chẳng phải chỉ trí ấy không có gọi là vô minh. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, nếu chỉ trí ấy không có gọi là vô minh thì có lỗi gì? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nếu như thế thì vô minh ấy ta không thể lập thể tướng quyết định. Vì sao? Vì trên thể tánh của văn tuệ không có tư tuệ, trên thể tánh của tư tuệ không có tu tuệ, trên thể tánh của tu tuệ nơi tất cả thế gian tu không có tất cả tu tuệ của xuất thế gian, trên trí của bậc hữu học xuất thế gian không có trí của các bậc hữu học, trên trí của bậc thanh văn hữu học không có đẳng trí của Như Lai. Nếu như vậy nên tức là trí, tức là vô trí, thế thì vô minh không thể lập thể tướng quyết định. Lại nữa, ta đối với ba thiện căn kia nói có vô si nên chỉ là si, không nói là vô si, nhưng chẳng phải là si không mới không mới gọi là vô si. Cho nên không phải là minh không có gọi là vô minh, nhưng riêng có nhất tâm nơi pháp hiện có không biết chân thật nên gọi là vô minh. Như riêng có nhất tâm nơi pháp hiện có hiểu biết chân thật nên gọi là trí. Lại chỉ minh không có gọi là vô minh thì không có điều ấy. Tất cả vô minh với 11 thứ thù thắng. Do đấy nên biết chẳng phải là chỉ minh không có nên gọi là vô minh, đây gọi là chướng ngại thù thắng của vô minh. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là tùy Phật thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, hữu tình trong ba cõi cho đến cõi trời hữu đảnh với các đế, mọi thứ vô trí tùy miên hiện có đều theo sự trở buộc chưa quyết chưa giảm. Do chỗ hữu tình ấy nên nói là bị trói buộc hoàn toàn. Là nửa vô trí này, nơi đường thiện đường ác theo nhân quả sai khác. Hữu tình nơi cõi sắc có hạ phẩm ấy, hữu tình nơi cõi sắc có trung phẩm ấy, hữu tình nơi cõi dục có thượng phẩm ấy. Thành tựu ba phẩm vô minh như vậy, các loại hữu tình nơi vị lai có thể sinh. Một mỗi pháp như vậy, ba phẩm tùy theo đó mà trói buộc, đó gọi là dị sinh phàm phu. Nếu các bậc thánh dần dần theo thứ lớp đoạn trừ vĩnh viễn hoặc đầy đủ phẩm thượng trung thì nhất định có trung hạ, hoặc có trung hạ nhưng không có trượt thượng trung. Lại các bậc a la hán tuy dứt hết các lậu, thoát khỏi phiền não chướng nên còn biết hãy còn sở tri chướng, thâu tóm vô minh theo đó mà trói buộc. Vô minh như vậy nên biết nó theo đuổi hữu tình mãi mãi,
chỉ trừ chư Phật ngoài ra đều bị trói buộc, đó gọi là tùy phượng thù thắng của vô minh. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là đối trị thù thắng của vô minh? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, có hai trí vi diệu nhằm đối trị vô minh. Một, trí vi diệu của pháp giới còn có hạn lượng đưa vào âm thanh khác hoặc không đứng vào. Hai, trí vi diệu pháp của giới vô lượng toàn phần đưa vào âm thanh khác. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, trí vi diệu của pháp giới còn có phần hạn lượng là chuyện gì, có hành tướng gì, tạo sự nghiệp gì? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, trí vi diệu của pháp giới còn có phần hạn lượng chia nhập bốn thánh đế, 16 hành tướng, tạo nghiệp với các phiền não như vô minh, sinh tất cả tạp nhiễm, lìa sự nghiệp trói buộc. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, làm sao biết được tướng sinh khổ? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, đây là duyên khổ bên trong nương tựa vào tánh, duyên khổ bên ngoài nương tựa vào tánh, cả hai duyên khổ đều nương tựa vào tánh. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, duyên khổ bên trong tướng trạng như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, duyên khổ bên trong là bệnh khổ, già khổ và giới khổ. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, tướng trạng của duyên khổ bên ngoài như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, khổ vì chẳng phải ái mà họ hợp, khổ vì yêu thương lại chia ly, khổ vì cầu không được. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, tướng trạng của cả hai duyên khổ như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là lượt nói về khổ của năm thủ ấn. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ái? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là ở trong hiện tại tham chấp nơi tự thể. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, tướng trạng của ái đời sau như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là ở đời bị lai mong cầu ở nơi tự thể. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là tham lam cùng hành với ái? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là đối với của cả đã được thâu nhận nơi cảnh giới hiện tiền, tham đắm sâu xa nơi vị. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là tham ái theo từng đối tượng? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là đối với của cải chưa được thâu nhận, chẳng phải là cảnh giới hiện tiền, là truy cầu đủ thứ. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là ái này được đoạn trừ vĩnh viễn không còn gì? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là chỗ đoạn trừ phiền não cơ bậc kiến đạo, tu đạo đoạn trừ hết các cớ xử nơi hạ phần thượng phần, đoạn trừ rốt ráo, đoạn trừ quả khổ nơi các ái ở vị lai, đoạn trừ quả khổ là các ái ở hiện tại, đó gọi là đoạn được vĩnh viễn các ái không còn gì. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là trừ bỏ? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là chỗ đoạn trừ các phiền não của bậc kiến đạo. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là biến đổi hoàn toàn? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là chỗ đoạn trừ các phiền não của bậc tu đạo. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là vĩnh viễn dứt hết? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là đoạn trừ vĩnh viễn các cách xử hạ phần. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là xa lìa? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là đoạn trừ vĩnh viễn các cách xử thượng phần. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là vĩnh viễn diệt trừ? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là đoạn trừ tận gốc. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là tịch tỉnh? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là đoạn trừ vĩnh viễn và khổ nơi ái ở vị lai. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chìm ẩn? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là đoạn trừ vĩnh viễn quả khổ nơi ái ở hiện tại. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chánh kiến? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, là phương tiện, là dùng phương tiện tuệ để quán hiện tiền, tuệ hiện quán đúng đắn cùng hiện quán giới hậu đắc tuệ, siêu việt hơn chủ hiểu biết theo phương tiện thánh giáo và các thứ hiểu biết tà vậy. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chánh tư duy? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, đối với tam bảo đã đạt được chứng tịnh, làm chỗ nương tựa đối với các công đức ấy, theo niệm suy nghĩ siêu việt hơn sự quy y nơi thầy ngoại đạo. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chánh ngữ? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là đối với chỗ yêu kính thấu tóm các giới pháp vô lậu của bậc thánh, tác ý vô lậu đồng thời chuyển đổi nơi bốn ngữ nghiệp có khả năng khả chủ thể xa liềm một cách đúng đắn, thoát khỏi mọi đường hiểm ác. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thế nào là chánh nghiệp? Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, nghĩa là chỗ yêu kính thâu tóm giới pháp vô lậu của bậc thánh, tác ý vô lậu đồng thời chuyển đổi nơi ba thân nghiệp có cả chủ thể xa liềm một cách đúng đắn, thoát khỏi mọi đường hiểm ác.
Lạy thưa Đức Thế Tôn và các con, thế nào là chánh mạng? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, nghĩa là chủ yếu kính thâu tóm giới pháp vô lậu của bậc thánh. Tất vô lậu đồng thời chuyển đổi đối với tà mạng phải lên hai nghiệp nơi thân miệng có cả chủ thể sẽ lì một cách đúng đắn thoát khỏi mọi đường hiểm ác. Lạy thưa Đức Thế Tôn và các con, thế nào là chánh cần? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, đối với giải thoát tối thượng, ham thích làm chỗ nương tựa, phát khởi sự siêng chủ thể tinh tấn sẽ làm mọi chướng ngại đối trị viên mãn. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, thế nào là chánh niệm? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, siêng tu tập chỉ quán nơi các sự du già nương tựa ba tướng, luôn ở trong ba tướng và không buông lung, còn hiện hành nơi cảnh giới tâm hiện rõ ràng, sự việc sẽ liền nẻo gia hạnh của tu đạo. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, thế nào là chánh định? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, là do hội độ bài thứ như thứ định như vậy hỗ trợ tạo sự tốt đẹp cho tâm cảnh là một đánh cho đến có thể tạo ra làm chỗ nương tựa cho bảy chi thắng tiến như thế, cùng dẫn phát làm chỗ nương tựa cho các thứ các công đức thù thắng. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, tất cả các pháp bồ đề phần hiện có như bốn điểm trụ đều thâu tóm thánh đạo, thì do đâu chỉ nói tám chi thánh đạo dùng làm đạo đế? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, vì dạng nói tám chi thánh đạo như vậy là thâu tóm khắp tất cả các bồ đề phần phần bồ đề. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, ở trong khổ đế có bốn hành tướng vì sao ban đầu gọi là hành tướng vô thường, nghĩa là đối với khổ đế tánh của các pháp là sinh diệt và chánh quán hình tướng. Vì sao thứ hai gọi là hành tướng khổ, nghĩa là đối với khổ đế tức dùng tánh của các pháp sinh diệt làm chỗ nương tựa. Để ba thứ khổ theo đuổi pháp tánh phải quán chánh quán hành tướng. Vì sao ba thứ ba gọi là hành tướng không, nghĩa là đối với khổ đế lìa tánh thật ngã và chánh quán hành tướng. Vì sao thứ tư gọi hành tướng vô ngã, nghĩa là đối với khổ đế tánh chẳng phải là tướng ngã, chẳng phải chánh quán hành tướng. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Thế Tôn, trong tập đế có bốn hành tướng. Vì sao thứ nhất gọi hành tướng nhân, nghĩa là ở trong chỗ có thể gieo trồng chủng tử của các khổ, ái là nhân duyên nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ hai gọi hành tướng tập, nghĩa là ở trong giấy khởi tương tục nhân duyên là ai nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ ba gọi hành tướng sinh, nghĩa là ở trong năm cõi sai biệt ái là nhân duyên sinh khởi nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ tư gọi hành tướng duyên, nghĩa là ở trong chỗ có thể tạo ra duyên khác để dẫn khởi ái là nhân duyên nên chánh quán hành tướng. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, trong diệt đế có bốn hành tướng, vậy vì sao thứ nhất gọi hành tướng diệt, nghĩa là ở trong sự đoạn trừ vĩnh viễn các phiền não được phán lặng nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ hai gọi hành tướng tịch tỉnh, nghĩa là ở trong chỗ đoạn trừ vĩnh viễn các khổ được tịch tỉnh để chánh quán hành tướng. Vì sao thứ ba gọi hành tướng vi diệu, nghĩa là ở trong chỗ đoạn trừ vĩnh viễn không còn tội lỗi, tánh thanh tịnh an lạc nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ tư gọi là hành tướng lìa, nghĩa là ở trong chỗ đoạn trừ vĩnh viễn tánh thường trụ nên chánh quán hành tướng. Lạy thưa Đức Thế Tôn và Thế Tôn, trong đạo đế có bốn hành tướng. Vì sao thứ nhất gọi là hành tướng đạo, nghĩa là đối với thánh đạo cùng với cảnh giới tương ưng tánh không tánh điên đảo nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ hai gọi hành tướng như, nghĩa là đối với thánh đạo hoàn toàn suốt thế gian tánh lìa các lậu nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ ba gọi hành tướng hành, nghĩa là đối với thánh đạo thánh trước thánh sau cùng đi trên một con đường nên chánh quán hành tướng. Vì sao thứ tư gọi hành tướng xuất, nghĩa là ở trong thánh đạo tánh là vô thượng nên chánh quán hành tướng. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, do duyên gì thánh đế chỉ có bốn thứ? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, bốn đế như vậy đã thâu tóm hết tất cả nhân quả nhiễm tịnh với tánh xa biệt. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, do duyên gì bốn đế được nêu giảng theo thứ tự trước sau như vậy? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, do vì thế gian có các thứ bệnh cho nên phải dùng pháp giống như thuốc hay để biết được nguyên nhân của bệnh và diệt trừ bệnh. Lạy thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, khi nhập kiến đạo, đối với bốn đế này là hiện quán tức thì hay là hiện quán dần dần? Đức Thế Tôn nói này thì kheo, có đạo lý riêng
gọi là hiện quán thức thì, có đạo lý riêng gọi là hiện quán dần dần. Đạo lý riêng nào gọi là hiện quán thức thì? Là thánh trí tự nội chứng đắc chân đế. Đối với cảnh giới chân trí là nghĩa phi an lập, vì dư nơi tổng tướng nên gọi là hiện quán thức thì. Đạo lý riêng nào gọi là hiện quán dần dần? Là trí sơ nghiệp và trí hậu đắc, quan sát tự tướng và tướng nhân quả, do tạo duyên nơi biệt tướng của hành tướng nên gọi là hiện quán dần dần. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, đã có bốn thánh đế như vậy, do đâu Đức Thế Tôn lại nói hai đế tục Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế? Đức Thế Tôn nói: này tỳ kheo, trong bốn thánh đế như vậy, nếu là cảnh giới nơi đối tượng được hành hóa của trí pháp trụ thì đó là Thế Tục Đế. Nếu là cảnh giới nơi đối tượng được hành hóa của trí tuệ thắng nghĩa từ nội chứng đắc, chẳng phải là cảnh giới nơi đối tượng được hành hóa của trí phi nhập, thì đó là Thắng Nghĩa Đế. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, bốn đế như vậy đối với thánh, chẳng phải thánh thể đều là đế, thì duyên gì Như Lai chỉ nói thánh đế? Đức Thế Tôn nói: này tỳ kheo, bốn đế như vậy đối với chẳng phải thánh, chỉ do pháp như thế mà nói là đế, không do chánh trí quyết định tin để gọi là đế. Đối với các thánh cũng do pháp như vậy mà gọi là đế, nhưng cũng do chánh trí quyết định tin nên gọi là đế. Do đấy Như Lai chỉ nói bốn thứ gọi là thánh đế. Lại thưa Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, trí ví diệu pháp giới phần phần vô lượng, đối tượng được duyên là gì, có hành tướng gì, tạo sự nghiệp gì? Đức Thế Tôn nói: này tỳ kheo, trí này cũng dùng bốn đế như vậy làm đối tượng được duyên, trừ hành tướng thanh tịnh nơi tưởng của tướng đế nhập vào hành tướng tất cả các đế, đối với hữu tình tạo tác mọi thứ nghĩa lợi, hướng đến hành tướng nơi trí vi diệu của pháp giới còn có hạn lượng, đó là các thanh văn. Đối với hữu tình tạo tất cả nghĩa lợi, không có sự từ bỏ hành tướng hướng đến. Nếu là các lập giác, đối với hữu tình tạo tất cả nghĩa lợi, sẽ bỏ hành tướng, còn trí vi diệu của pháp giới vô lượng hoàn phần có thể tạo ra sự nghiệp làm cho nương dựa để lìa mò trói buộc của tất cả hai thứ chướng là phi não và so tri, là tạo ra sự nghiệp làm chỗ nương dựa để cho đắc nhất thiết chủng trí như pháp giới thanh tịnh trọn vẹn, là tạo ra sự nghiệp làm chỗ nương dựa để có giúp diệt trừ mọi tai họa của thể chúng sinh, đó gọi là sở đối trị tù tấn của cho mình. Thì Đức Thế Tôn giải nói cái này rồi, hãy chúng tỳ kheo để im lặng lãnh ngộ, tùy thân tâm tùy hỷ khen ngợi là chưa từng có, nghe lời Đức Phật dạy đều rất hoan hỷ tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.